Cái lý do mình chọn cái đôi 997 này là bởi vì cái kiểu dáng của nó cũng như là cái kiểu dáng của mình khi mà mình đi nó. Bởi vì khi mà anh em đi cái đôi 997 này thì tự nhiên cái dáng đi của anh em nó phải nghiêm túc hơn, nó phải từ từ hơn. Tức là lúc nào đó anh em đi đám cưới, anh em muốn một cái gì đó nó điệu đà chút xíu thì anh em sẽ chọn 997. Còn bình thường mình cũng có một cái dòng New Balance khác là 996 luôn. Thì cái 996 đi nó bình dân hơn, nó thoải mái hơn. Do đó là những lúc nào mình đi làm việc dài ngày hoặc là mình đi liên tục á, thì mình sẽ chọn cái 996 bởi vì đi thoải mái hơn. Còn 997 á, thì đi nó không thoải mái bằng nhưng mà nó lại làm chúng ta có một cái dáng đi nó đẹp hơn, nhìn nó đã hơn. Còn về kiểu dáng thì anh em thấy rằng là đây là một cái kiểu rất là truyền thống của New Balance. Khi mà anh em nhìn thấy một người nào đó đi cái kiểu này thì chắc chắn là New Balance, nó không có lẫn qua giày của những cái hãng khác. Nó được làm bằng da, da rất là nhiều ở đây. Và đối với lại cái 997 này thì nó được làm tại Mỹ. Đó là một trong những cái điểm mình rất là thích. Và nó khá là hiếm để mua. Mình cũng không hiểu. Tức là nó có những cái đôi giày như là 997H hay là những 997 mà làm ở Indonesia hay là ở nước khác, không phải làm ở Mỹ. Thì khi mà anh em đi vào, cái dáng nó không đẹp bằng đôi giày này, cũng như là cái chất lượng của nó không tốt bằng đôi này. Còn cái đôi 997 không này, nó không có tên đuôi phía sau thì được làm ở Mỹ, Make in the USA, và cái chất lượng của nó rất là tốt. Và mình đi nó hơn 2 năm trời, nó không bị thay đổi cái hình dáng, không bị deform. Thì đó là cái điều mình rất là thích. Nói về cái đôi mình đang trên tay thì trước tiên anh em thấy rằng là nó sẽ có hai cái phần làm bằng da lộn ở bên trên này, nhìn rất là đẹp. Và cái màu này là màu cam, màu này màu ghi. Còn những cái phần này thì được làm bằng da chứ không phải da lộn, nó lớp C. Rồi phía sau cũng vậy, nó có một cái lớp da khác nữa rờ vào anh em thấy ngay da lộn. Và nó có chữ in chữ 997 ở đây. Ở dưới thì cái đế của nó khá là dày đó. Giống như mình nói lúc nãy á, khi anh em đi cái đôi giày này vào, anh em sẽ cao lên khoảng chừng 2,5 phân. Thực chất á, khi mà chọn một đôi giày, nó hầu hết nó nằm ở cái chuyện là người ta có thích cái kiểu dáng của đôi giày đó không. Tức là nhìn thấy người khác đi nó có đẹp không, chúng ta đi vào nó đẹp hay không, thì trước tiên đó là cái mà chúng ta hay chọn. Rồi riêng với đôi này, như mình chia sẻ nãy giờ với anh em á, là nó ảnh hưởng đến cái chuyện tướng đi của anh em. Và mình luôn luôn đi cái đôi 997 này với cái quần jean Levi 510 slim fit, thì đó là cái kiểu mình thích, nó đi với nhau. Còn khi mà đi những đôi giày khác thì mình sẽ không đi cái bộ mặc bộ đồ đó. Về chi tiết hơn thì anh em thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái lớp đế dưới cùng màu đen ở đây. Bên trên thì là một cái lớp đế màu trắng khác. Chúng ta có cái chữ 997 New Balance ở đây và có cái chữ end cap ở đây. Rồi thêm một cái phần bát ở bên này để giữ cái hông này nữa. Ở phía bên hông này chúng ta sẽ có cái logo của New Balance. Nó được may đè lên trên cái miếng da lộn ở chỗ này. Bên này chúng ta sẽ có một cái miếng phản quang, tức là khi mà chiếu đèn lên phản quang. Và cái điểm nhấn của nó là cái miếng da lộn màu cam phía bên này, ngay ở cái mũi giày. Và cái style của New Balance là cái đế nó sẽ mát lên tận bên trên này, lên tới mũi này, để nó bảo vệ cái phần bên trên em có đá và có gì đó thì cái chỗ này nó sẽ tiếp xúc và nó giữ cái đầu này. Ở bên trên phần upper nó có một cái giống như là lỗ thở để anh em nhìn thấy được cái lưới để thở, để bên trong không khí nó có thể ra để tạo cảm giác thoải mái hơn. Phần dây thì nó có cái màu ghi tương tự như cái màu của cái miếng lót này. Bên trên thì chúng ta sẽ có một cái chữ New Balance và ở dưới là cái chữ Make in the USA. Cái đó là cái mình rất là thích. Còn phía bên trong thì chúng ta sẽ có cái phần in kích thước cũng như là chỗ sản xuất này nọ. Nhìn cơ bản những cái đường nét hay là những cái cắt của New Balance nó không có sắc sảo hay nhìn máy móc giống như là những cái đôi Adidas xịn, mà nhìn rất là thơ khai, rất là thô sơ, bởi vì những đôi giày này được làm bằng tay là chủ yếu. Ở phần dưới đế thì nó cũng rất là đơn giản đó, như vậy thôi. Đây là cái miếng lót, nó được làm dạng form định hình nhưng mà nó khá là sơ khai với nhiều cái lỗ thoát khí rồi những đường rãnh để chạy, và nó có chữ cái New Balance ở trên đây. Còn bên trong thì anh em có thể thấy ngay được những cái đường chỉ may rất là sơ khai. Đây là cái đôi giày 997 mình đã đi được hơn 2 năm và anh em thấy rằng là gần như nó không có thay đổi cái form của nó, cái kiểu dáng của nó, thì đó là cái điểm mình rất là thích ở cái đôi giày này. Rồi đó, mình đi giày bằng cách là mình không có gỡ giày ra mà mình chỉ lột cái sai thôi, thoải mái, và mình đi đôi giày này. Cột cũng nhẹ nhàng thôi. Mình sẽ siết cái dây nó như vậy và mỗi lần mình muốn gỡ ra thì mình gỡ như vậy và mình đi vô thôi. Không cần thiết phải mỗi lần mỗi gỡ ra. Cái đôi này về cơ bản nó đi thì nó sẽ không có thoải mái như là 996, nhưng mà đi nó vào thì anh em thấy là cái form nó sẽ đẹp hơn. Dĩ nhiên nó không phải là khó chịu, nó không thoải mái bằng 996 thôi. 996 nhìn dễ chịu hơn nhiều. Mình trên tay cái đôi giày này để cho anh em thấy rằng là trên đời nó có một cái thứ như vậy,
để xem anh em có cùng cái sở thích với mình không. Thì vậy đó cũng vui. Và mục đích thứ hai là mình muốn giới thiệu cái shop bulldog.vn là cái shop rất là hay tặng những cái giày để cho tinh tế, có những cái game tặng cho anh em cho vui. Chúc mà tất cả mọi người đều vui vẻ. Rồi, xin cảm ơn.